Thank you.
đúng là trăm hoa đơn nở một giờ và không bằng một phút đợi chờ của tình yêu. Và để cho quý vị không phải chờ lâu thêm một phút một giây nào nữa quý vị ơi, và có lẽ chúng ta cùng tạm ngừng 6 phút và cùng hướng mắt về cổng hoa cưới, và chúng ta cùng nổ một tràng pháo thật lớn để chào đón đôi tân lang tân nương chúng ta ngày hôm nay. Xin các cùng nổ một tràng pháo thật lớn để chào đón cô dâu và chú rể chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hãy nắm tay nhau đi. Hai năm live chúng ta ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng mang về những lời phát biểu bằng tiếng Thái, và mình là Thái đen, nhưng mà quý vị đây là Thái trắng nhá. Nhưng mà Thái trắng thì Sơn Hành cũng biết có một chỗ là đen ạ. Vâng, sau đây thì quý vị thưa toàn thể cô chú trên chào quý vị đến được dùng những lời phát biểu bằng tiếng Thái ngay sau đây, và xin mời quý vị chúng ta cùng thưa lắng nghe. Xin là trước qua mẹ vì đang ở em chủ phủ lại cô nào tương máu cẩy lại hỏi chờ phép ải non qua mẹ thế cầu thế xí, và trước khi phép xúc ý trang dòng sớ đưa chăn xưa mẹ nát tiền, trước phép xúc lăng thành niên tuổi sòm sao giảm sao, ở sông bốn phú già qua và trắng phải hạt phải chờ nâng chầu lúc chầu tà má cụp má cu má số hà phành tái nhiên đà rào ơn to bụng lúc nà bụt tà lướm lướm chè về cùm trắng xình phìn hình nà ở lưu làn hôm qua ai ít bò mè liêng sùng trùng nhớ mất trong cây chẳng nhớ hồn phùn lông lan nhớ hồn bàn lông lửa nhìn có chẳng dương phền xào trai có chẳng gió phền báo sao bàn tờ có ý bàn sai đi trái bàn ngư còn lại bàn nằm tha ba bớ chư hoàng hạc lúc chơ bớ chư hoàng phở lúc banh bớ chư chưa mất lai xài mất kiểu cờ bà mẫu chờ năm đêm lầy quám hẹn nó lù làn hóc và trắng tô su ảo lầy quám báo cánh xào nó lù làn hóc và trắng tô su im hài mà chưa khay họ phu nói đồ tàn má phá họ má nói đồ tàn má dài xài phút chuồng trắng lý chôn má kiều có trắng nghĩa còn nằng phần chiền nghĩa riêng nằng phần sát nghĩa khát nằng đi nói vốn cả tắt tòng tè na sơ mây há ba ăn đồi phú nóng tàng đi ăn mưa nhân nói cũng lại hỏi có mẹ kiểu cái hỏi lấy mẹ cửa mù hỏi có phú có già kìm cầu xếp phì hiến làng mà xếp hà biến làng ép xương sàn nước phù những tuổi xếp phép vì cháu quyền đầu phùa nước phù cháu những tuổi xếp cầu biến làng tay ép nghe ơn tàu phạt tàu nên thèm to thướng mưa làn hốc vào trắng này po cằn nặng bia mương xương cằn nặng bia bàn tàn nghĩa hạc phường trương phùn hộp đèn nén huồm hồng xong phái cái lỗ mặc quén quán cằn trai có nhau cầu số ải ải có nhau anh nhưng còn tốt sự êm êm qua buồn có anh sườn nặng muni mang sầu hơn chắc ẩu cho tên đi xiềng tà na trắng sạch lèn xứ hà lèn phá xú thời lưu làn hâu bền đồi sông đồi thú bền cô sông cô kim là đồi cô nấm tàng nì chứ bền đồi sông đồi vệt bỏ mới chớ là bảy bền đồi sông đồi cấy bỏ mới chớ là xìa bền đồi phùa mía bỏ mới chớ là hàng chứ ảo cằn tàu phồn lành chứ bách ảo cằn tàu phồn lón trước bò mẹ vì nào ấy em đo hà mưa đi cỏ mưa đi bếp chân mưa sần bếp chép mưa đẹp chưa ngắm vì trước vườn mà các bà má ứ ở sáu ngọc bọn phu già tả nai có chốc kiếm má hà lầy các bà má ứ có chốc dịp bát tộc cái lòng lưng tổ chức ở luôn là khóc bền phù bền mía ở luôn là khóc còn những ở sáu bọn phu già tả nai ở sáu bọn đại em chưa phủ lại côn ở ba cỏ ba phố bia bắc cần ở cần má tùng má tôm ở cần má bỏ lu sòn làng các bà má ứ cái đề xúc cõi vui hơn xưa so tăng nả vua gia tả nai so chúc hậu xúc mải xúc po xúc mẹ chùa phủ lại côn ở po cỏ ở cằn hào hàn khăn mạnh giết với bản đã lại tướng chờ bàn giết quan mơ lại tướng chờ hù phổ tánh ca tánh khả đã lại tướng màn phòng phủ du na du nòng mi và tổ màu liên lưu tàu hở nhớ sùng dao tèn quá hết pè lại hùa tèn ngon pè lại lắm xít phì hở như lần nào sa phì nhớ vẫn được xảy giết cho nên lại chơi cho nên bền ở cần giết kín phát tay mà mưa nửa
và hạt khảo khăn mặn giữ mất lại nông chiêu phủ lại cố đến đây. Vâng, cô dâu thanh sử không ngần ngại đáp trả lại rằng anh về thưa với mẹ cha, mang chào cao đến em là của anh. Và rồi cũng từ đó sợi tơ hồng đã gắn chết kết gặp chặt hai con tim. Và rồi cũng tình yêu ấy ngày càng lớn lên và không một dừng lại. Và rồi cuối cùng thì điều gì đến cũng đã đến. Hoa đã đến thì hoa. Và để cho quý vị không phải chờ lâu thêm một phút một giây nào đó quý vị ơi. Và ban tổ chức xin tuyên bố một câu rằng lễ vụ quỳ sánh trên cùng chú rể chồng bằng xin phép được bắt đầu từ lúc sau của quý vị. Pháo ơi nổ lên nào. Và các bạn cùng nổ một chào lên lớn đây. Chúc mừng quý vị ơi. Vâng thì và vừa rồi quý vị vừa được chứng kiến những màn pháo hoa rất là đặc sắc, rất là rực rỡ để bắt đầu cho một cuộc thi trang này phúc của một trẻ đúng không ạ? Vâng thưa quý vị và đến với lễ tiên, xin mời bố mẹ của cô dâu ạ có món quà để tặng cha con, xin được kính mời ạ. Và tiếp theo chương trình xin mời gia đình dì Sang ạ có món quà để tặng cho hai con, xin kính mời. Và tiếp theo chương trình xin mời gia đình dì Diệp ạ. Giáo quý vị, ngày xưa thì nhẫn vỏ cho em, và ngày nay thì nhẫn bạc chất đầy lòng em. Mà vàng này thì vừa mới bắt tem, và bộ vàng 4 có 9 đính kèm kim cương phải không ạ? Xin mời gia đình vừa được điền cho phép sau này xin được thay mặt cho hai gia đình và cũng như là đó đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn từ món quà gia đình dì San, xin được cảm ơn món quà gia đình dì Diệp và cuối cùng là gia đình Trúc. Và chúng ta cùng nổ một tràng hơi lớn để cảm ơn được các quý vị ơi. Rồi xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tiếp theo chương trình xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng hãy đưa tay trong tay tiến lại gần tháp điện tình yêu của mình để bôi những chai rượu sâm banh, xin được kính mời ạ. Tới giờ phút này đây, rượu sâm banh cũng đã được rót ra cho để cấp cấp rất là thiết tha mần nồng. Cốc đầu tiên để tượng trưng cho vợ và chồng, và cốc kế bên thì tượng trưng cho ông Tơ bà Nguyệt đã dày công xe. Cốc rượu sâm banh hôm nay đơn vị được tính làm hai bè, tượng trưng cho họ đã trời che cho muôn đời. Cốc bên dưới thì sáng ngời ngời, chúc cho cô chú chọn đời bên nhau. Và chai thứ hai chúng ta cùng rót ra đến 6 ly ở bên dưới ạ. Che chở đời con dâu vị để kính lên người cha người mẹ của mình, xin mời chú rể chúng ta cùng hướng mỗi người hai ly. Chú rể mời bố mẹ vợ và xin làm phiền quý vị một phút ạ. Chúng ta cùng đứng lên được không ạ? Vâng, xin làm phiền quý vị đúng một phút là không nhiều đâu ạ. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng uống những ly rượu tuyệt vời nhất và tuyệt vời nhất để chúc mừng cho đôi trẻ được không ạ? Kì đó ạ, cặp kì lào tướng cười đấy của mẹ ơi, áo cặp kì lào tướng cười đấy đó. Áo cặp kia là tướng cường đập mà nô nạn hát của trắng mà, trắng cường trắng mà. Cô bà hai, bà uống bà hai, bà chúc một ngày phúc được không ạ?
Quý vị ơi, giờ bé quá. Quý vị ơi, hai ba, hai ba, hai ba, chúc mừng hạnh phúc, hai ba, hai ba. Một lần nữa chúc mừng cho đôi trẻ tăng ngày hôm nay và trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa chúc mừng cho gia đình đã có dâu Hiền và dì Thảo, phải không ạ? Vâng, và tiếp theo chương trình xin mời hai bên gia đình. Chúng ta cùng tiến về từng bàn tiệc cưới để cảm ơn quý khách tăng ngày hôm nay. Và chú rể và cô dâu chúng ta cùng nán lại. Xin mời em phát tay vào đầu, chén rượu ra bôi được ạ. Đứng sát lại gần một chút đi ạ. Vâng, 1, 2, 3, bắt đầu ạ. Và chúng ta cùng nổ một tràng ra lớn để chúc mừng được không ạ? Vâng, rất là...